tìm hiểu các thẩm mỹ viện và được biết đến thẩm mỹ viện Trí Đức thì có công nghệ LipoCell Macro và thấy hiệu quả rõ rệt. Nó không như các công nghệ ở bên thẩm mỹ viện khác là làm bụng mình nó bị nhão á, nhưng mà ở thẩm mỹ viện Trí Đức không những mà nó làm săn chắc và giảm mỡ bụng mà nó còn không đau, không xâm lấn. Mình rất là cảm thấy là dễ chịu và hài lòng. Quần của mình nó rộng hẳn ra ấy, và mình đã rất là tự tin khi mặc váy bó này, rất là hài lòng với thẩm mỹ viện Trí Đức công nghệ Blue Sema Pro.